Ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Minh, 44 tuổi để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 3 tháng 7, người dân tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An nghe tiếng la hét thất thanh từ một quán cà phê. Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện bên trong quán cà phê chị LTL, 33 tuổi đang nằm gục trên vũng máu và đã tử vong. Lúc này, người chồng là Nguyễn Ngọc Minh đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai ban đầu của Minh, hai vợ chồng người này mở quán cà phê bán. Tuy nhiên, người vợ thường xuyên đi chơi không chịu phụ giúp việc bán quán và công việc nhà. Nhiều lần hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn đến cãi vã. Tối ngày 3 tháng 7, chị L đi chơi về thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chồng. Lời qua tiếng lại, bực tức người chồng dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị L, khiến người vợ tử vong tại chỗ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.